Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Phương Trinh jolie đáp trả cực gắt khi bị mỉa mai chuyện hai đôi chồng. Phương Trinh jolie có màn đáp trả đầy tinh tế nhưng cũng cực tham thúy. Mới đây trên trang cá nhân, Phương Trinh jolie đã chia sẻ một clip ngắn về thắc mắc tại sao nhiều người đàn ông lập gia đình rồi mà vẫn ngoại tình vậy chị. Trước câu hỏi này, nội diễn viên đưa ra quan điểm vì người đàn ông đó khốn nạn đó em, đối với chị muốn cái gì thì nói, ly dị thì ly dị, rồi xong muốn làm gì thì làm. Ngoại tình là ngoại tình, sai là sai, không có giải thích lý do gì ở đây hết. Thường phụ nữ mình hay sợ chuyện đổ vỡ trong hôn nhân, lỡ một lần đò. Nhưng mà không, nếu như mình cảm thấy không hạnh phúc vì người đó cắm sừng mình, hãy sẵn sàng bỏ người đó, dọn chỗ cho người đàn ông tốt hơn bước vào cuộc đời mình đã là phụ nữ phải luôn xinh đẹp chỉnh chu nâng cấp giá trị bản thân và nhất là phải tự chủ về tài chính để đàn ông luôn tôn trọng mình có vậy họ mới sợ mình và họ mới không dám ra ngoài ngoại tình ok không mấy bà Quan điểm trang của Phương Trinh Jolie nhận được nhiều sự đồng tình của công chúng, tuy nhiên cũng không tránh khỏi những phản ứng trái chiều. Một tài khoản đã để lại bình luận kém duyên, hay quá mà hai đời chồng má ơi, Phương Trinh Jolie thẳng thắn đáp trả, mấy đời chồng không quan trọng, quan trọng là bản thân mình sống vui và hạnh phúc là được bạn A. À. Trong cuộc đời này đâu phải cứ gặp là đúng người, nếu đúng thì chúc mừng bạn, nếu sai thì bỏ, làm lại thôi, sao phải xoắn. Hay một người khác cũng để lại bình luận, giàu nghèo gì nó không ngoại tình em, bà xã lý bình cho biết cái này thì phải xem lại bản thân mình chị a nếu chị xinh đẹp tri thức và tự chủ tài chính thì chồng mà có ngoại tình vậy là do ông ấy không tốt rồi vậy có xứng với chị không không xứng với mình thì sao phải tốn thời gian đau khổ vậy chị ngay lập tức, chia sẻ này của cô đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bên cạnh những ý kiến đồng tình, cũng xuất hiện không ít người để lại bình luận mỉa mai cho rằng cô đạo lý hay dạy đời. Trước những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội liên quan đến mình, cô đã thẳng thắn đáp lại. Cái này không phải dạy đời mà là quan điểm cá nhân của Trinh để chị em phụ nữ không khổ nữa. Chứ thấy phụ nữ Việt Nam khổ vì chồng ngoại tình quá. Chưa dừng lại ở đó, khi một tài khoản mạng xã hội mỉa mai, nội diễn viên đã trải qua hai lần đo, cô cũng gây gắt để lại bình luận phản bác. Theo đó, Phương Trinh Jolie khẳng định việc có bao nhiêu chồng cũng không quan trọng bằng việc bản thân cảm thấy hạnh phúc. Cô phản bác, trong cuộc đời này đâu phải cứ gặp là đúng người, nếu đúng thì chúc mừng bạn, nếu sai thì bỏ làm lại thôi. Hiện tại sự việc vẫn là đề tài nhận về không ít tranh cãi trên mạng xã hội. Được biết đây không phải là lần đầu tiên cô nhận về ý kiến trái chiều trên mạng xã hội khi chia sẻ quan điểm về hôn nhân. Trước đó sau khi đám cưới không lâu, nữ diễn viên đã nhấn mạnh trong một bài phỏng vấn, dù tận thế Lý Bình vẫn yêu tôi đáng nói mỗi lần gặp ồn ào cô đều thẳng thắn lên tiếng tại thời điểm đó trước phản ứng của khán giả trên mạng xã hội cô cũng đưa ra quan điểm cá nhân của bản thân để phản bác lại mặc dù không ít lần bị chê trách cho rằng phương trinh cho ly lý tưởng hóa bản thân nhưng không thể phủ nhận cuộc sống hạnh phúc viên mạng của cô cùng với diễn viên lý bình không chỉ nhận được tình yêu sự chăm sóc hết mực của ông xã mà cô cũng có mối quan hệ thân thiết gắn bó với mẹ chồng mới đây vợ chồng phương trinh cho ly và lý bình khiến dân mạng thích thú khi đăng tải đoạn clip nhảy múa ca khúc bên trên tầng lầu tăng duy tân khi đang ngồi hàng ghế chờ tại sân bay. Trong khi Phương Trinh Jolie thể hiện sự hào hứng khi thực hiện các động tác vũ đạo, thì đi bình lại cho thấy sự đối lập hoàn toàn. Nam diễn viên mặc dù vẫn nhảy múa theo vợ, nhưng gương mặt thể hiện sự cam chịu vô cùng hài hước. Dưới đoạn clip, nhiều người để lại bình luận khen ngợi sự ngọt ngào của cặp đôi, có ý kiến còn nhận xét. Lý Bình dù ngại việc quay tiktok nhưng vẫn hết mực yêu chiều bà xã với thái độ 3 phần bất lực, 7 phần nôn chiều bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo